đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo Tiền Phong Net. Sau đây là những thông tin chính. Lãnh đạo Chechnya thân nga, ông Ramzan Kadyrov tuyên bố đã gửi thêm hai chiếc Tesla Cybertruck đến khu vực chiến sự trong cuộc xung đột Ukraine. Ông Kadyrov viết trên Telegram hôm 20 tháng 9 và cũng công bố một đoạn video cho thấy hai chiếc xe điện. Đoạn video hôm 20 tháng 9 cho thấy có vẻ như hai chiếc Cybertruck có lắp súng máy trên thùng chở hàng và được những người mặc trang phục ngụy trang và quân trang điều khiển. Trong video, những chiếc xe này đang di chuyển dọc theo con đường đất xuyên qua khu vực nhiều cây cối rậm rạp cùng với hai chiếc xe địa hình. Sau đó, họ chiếm một vị trí trên ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào máy bay không người lái. Ông Kadyrov viết trong một bài đăng kèm theo video. Các thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất xuất sắc. Trước máy bay chiến đấu NATO ở phía tây Ukraine, tính cơ động, tiện lợi, khả năng cơ động, những phẩm chất đó đang có nhu cầu cao. Người ta không thể yêu cầu một quảng cáo nào tốt hơn cho Cybertruck. Chúng tôi chắc chắn biết cách sử dụng chúng. Tesla Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa cao với bề ngoài siêu bền, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế cho mục đích quân sự và có giá hơn 20.000 đô la Mỹ. Video của ông Karirov được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã vô hiệu hóa từ xa một chiếc Cybertruck ông đã trình diễn vào tháng 8. Ông Karirov viết trong một bài đăng hôm 19 tháng 9, những gì Elon Musk đã làm không phù hợp với ông ta. Bản thân Elon Musk không bình luận về việc này. Lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố rằng hai chiếc xe mới không bị ảnh hưởng bởi việc vô hiệu hóa từ xa mà ông cho là đã được thực hiện trên chiếc Cybertruck kia. Tháng trước, ông Kadyrov đã đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc Cybertruck quanh thành phố Grozny. Sau đó, ông nói rằng nó đã được gửi ra mặt trận trước khi bị rút lại do bị cho là đã bị Elon Musk vô hiệu hóa. Nhà lãnh đạo Chechnya còn gọi chiếc xe đặc biệt đó là một món quà từ giám đốc điều hành Tesla, khiến Elon Musk phủ nhận việc ông tặng bất cứ thứ gì cho một tướng Nga. Hồi tháng 8 vừa qua, ông Kadyrov đã tạo dáng ở vị trí xạ thủ trong một video có cảnh một khẩu súng máy trên giá đỡ được lắp đặt trên thùng chở hàng của xe. Trong một bài đăng trên Telegram, lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã ca ngợi xe bán tại điện Cybertruck, nói rằng cá nhân ông hiểu lý do tại sao nó được mệnh danh là quái thú không gian. Trong đoạn video của mình, ông Kadyrov còn tuyên bố rằng chiếc xe Cybertruck sẽ sớm được đưa đến chiến trường Ukraine. Ông nói, Tôi tin tưởng rằng con quái thú này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho binh lính của chúng tôi. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo này cho biết rằng hơn 43.000 chiến binh Chechnya đã phục vụ ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Nhà lãnh đạo Chechnya trước đây khá nổi tiếng với những màn trình diễn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như chơi bóng đá với ngôi sao người Argentina Diego Maradona hay thuyết phục nữ diễn viên Hollywood Hilary Swan tham dự tiệc sinh nhật của ông. Trong bài đăng của mình ngày 20 tháng 9, ông Karirov không nói rõ về nguồn gốc của hai chiếc Cybertruck được hiển thị trong video. Trước đó, ông cũng cảm ơn tỷ phú Elevac về những sản phẩm khác giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, trong đó có hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, Starlink vốn được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi trong suốt cuộc xung đột, được cho là không hoạt động ở Nga. Bản thân Elon Musk trước đó đã nói rằng những hạn chế về mặt địa lý như vậy khiến Kiev không thể sử dụng nó để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã tắt từ xa chiếc xe bán tải điện Cybertruck của ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga, tuyên bố trên Telegram. Ông Kadyrov đã đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc xe quanh thành phố Grozny vào tháng 8, đồng thời khẳng định đây là món quà cá nhân từ giám đốc điều hành Tesla và SpaceX. Ông Kadyrov viết hôm 19 tháng 9, đồng thời khẳng định rằng doanh nhân người Mỹ đầu tiên đã tặng ông chiếc ô tô điện với thiện chí và sau đó đã tắt nó từ xa những gì Elon Musk đã làm là không phù hợp. Lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố rằng, Cybertruck đã được gửi đến tiền tuyến trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev, nơi nó thể hiện khả năng cơ động và bảo vệ tổ lái tốt, cũng như thể hiện xuất sắc trên chiến trường. Theo Kiderov, chiếc xe phải được kéo đi sau khi ngừng hoạt động. Ông gọi việc tắt máy từ xa này là một hành động thiếu nam tính. Ông Kiderov viết, tại sao vậy, Elon Musk, điều này thật tồi tệ. Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa với bề ngoài siêu bền, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế để sử dụng cho quân đội và sẵn có trên thị trường với giá khởi điểm hơn 200.000 đô la Mỹ. Mặc dù chiếc xe bán tải điện của hãng Tesla trông giống như một thứ vũ khí hiện đại trong tương lai, đi kèm là một số tính năng có thể hữu ích ở địa hình hiểm trở, nhưng nó khó có thể được đem ra sử dụng trên chiến trường thực tế. Hồi tháng 8, ông Kirillov đã tạo dáng ở vị trí xạ thủ trong một video có cảnh một khẩu súng máy trên giá đỡ được lắp đặt trên thùng chở hàng của xe. Trong một bài đăng trên Telegram, lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã ca ngợi xe bán tại điện Cybertruck, nói rằng cá nhân ông hiểu lý do tại sao nó được mệnh danh là quái thú không gian. Trong đoạn video của mình, ông Kadyrov còn tuyên bố rằng chiếc xe Cybertruck sẽ sớm được đưa đến chiến trường Ukraine. Ông nói, tôi tin tưởng rằng con quái thú này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho binh lính của chúng tôi. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo này cho biết rằng hơn 43.000 chiến binh Chechnya đã phục vụ ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nhà lãnh đạo Chechnya trước đây khá nổi tiếng với những màn trình diễn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như chơi bóng đá với ngôi sao người Argentina Diego Maradona hay thuyết phục nữ diễn viên Hollywood Hilary Swan tham dự tiệc sinh nhật của ông. Đoạn video được đăng tải trong tháng trước đã làm dấy lên nhiều cáo buộc nhằm vào Elon Musk. đầu tiên là ở Ukraine và sau đó là ở Mỹ. Chuyên gia chính trị người Mỹ Seth Aramson tuyên bố rằng Elon Musk đang công khai làm việc chống lại Mỹ. Tỷ phú Elon Musk đáp lại bằng cách nói rằng Lời buộc tội nhằm vào ông là một ví dụ khác về mức độ dối trá của các phương tiện truyền thông. Ông cũng kịch liệt phủ nhận việc tặng một chiếc Cybertruck cho một tướng lĩnh Nga. Hồi cuối tháng 8, ông Kirillov nhắc lại vấn đề này và kêu gọi Elon Musk không để ý đến những người lạc hậu, thiếu hiểu biết cũng như các phương tiện truyền thông tham nhũng. Ông cũng cảm ơn doanh nhân này vì những sản phẩm khác đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, bao gồm cả hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, Starlink đã tuyên bố vào tháng 2 năm nay rằng họ không hoạt động ở Nga, có nghĩa là dịch vụ này sẽ không tồn tại ở quốc gia đó. Hệ thống Internet vệ tinh này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong hậu cần quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhưng được cho là nó đã có những hạn chế nhất định về mặt địa lý. Bản thân Elon Musk trước đó đã nói rằng những hạn chế đó đã ngăn cản Kiev sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga. Theo hãng tin RT, trong ngày 19 tháng 9, Hãng tin Bloomberg đã tiết lộ về Sở Mật vụ Mỹ chuẩn bị điều tra tỷ phú Elon Musk về những bình luận liên quan đến vấn đề ám sát các chính trị gia của Đảng Dân Chủ trên mạng xã hội X. Cụ thể, ông Musk đã có một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, sau khi cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt vào ngày 15 tháng 9. Nhưng nội dung của bài viết lại nói về Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Musk viết, tại sao không ai cố gắng ám sát ông Biden hay bà Harris? bài đăng của tỷ phú công nghệ mỹ đã nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ đảng dân chủ họ cho rằng ông musk đang cố gắng kích động bạo lực thông qua nền tảng mạng xã hội của mình ông musk sau đó đã xóa bài đăng và giải thích đây chỉ là một trò đùa tỷ phú công nghệ giải thích rằng tôi đã rút ra được bài học một trò đùa sẽ không còn vui nếu mọi người không hiểu rõ bối cảnh và nội dung văn bản thuần túy theo hãng tin bloomberg sở mật vụ mỹ không cảm thấy bài viết kể trên là đáng cười và sẽ gặp mặt trực tiếp ông musk nhằm yêu cầu tỷ phú Mỹ chứng minh ông không gây ra mối đe dọa nào đối với ông Biden và bà Harris. Trên thực tế, sở mật vụ sẽ mở cuộc điều tra khi họ cố gắng xác định xem một cá nhân có gây ra mối đe dọa đối với một trong những yếu nhân được cơ quan này bảo vệ hay không. Việc đe dọa tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ là một vấn đề nghiêm trọng, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là ngồi tù. Trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phần lớn nhân viên tại công ty của người giàu nhất hành tinh này lại quyên góp ủng hộ cho đối thủ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo Open tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang, đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cao hơn so với mức 24.840 đô la Mỹ cho chiến dịch của ông Trump. Nhân viên tại tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX cũng đã quyên góp 34.526 đô la Mỹ cho bà Harris so với mức 7.652 đô la Mỹ cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 đô la Mỹ cho bà Harris so với con số chưa đến 500 đô la Mỹ cho ứng cử viên Donald Trump. Mặc dù các con số này tương đối nhỏ đối với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Musk. Trước đó, người giàu nhất thế giới đã bày tỏ ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trên mạng xã hội. Tạp chí Wall Street Journal ngày 15 tháng 7 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết tỷ phú Elon Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho Americans PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ ứng cử viên Donald Trump. Ông Musk đã từng ủng hộ tổng thống Joe Biden vào năm 2020 nhưng đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ bổ nhiệm doanh nhân Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ. Dữ liệu từ OpenSecrets bao gồm các khoản quyên góp từ nhân viên và chủ sở hữu công ty, các thành viên gia đình, trực hệ của những cá nhân đó. Luật tài chính bầu cử cấm các công ty tự quyên góp cho các chiến dịch liên bang. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.